Sau đây mình sẽ giới thiệu với mọi người về máy lọc nước. Thì ở phía cánh cửa lớn mọi người mở ra sẽ là cái vị trí đặt lõi lọc. Ở phía trên thì sẽ là vị trí để mọi người đặt những cái nguyên vật liệu như là cà phê, trà hoặc là những cái gói đường. Thì khi mình cần sử dụng mình có thể lấy ra và bỏ vào cái bình và bắt đầu pha. Thì khi máy của mọi người hiển thị chữ B ở đây, tức là máy nó chưa có mở nguồn, thì mọi người sẽ nhấn ở đây 2 lần để mở nguồn máy lên. Thì để mọi người lấy nước thì mọi người sẽ nhấn vị trí này 2 lần. Thì cứ một lần lấy nước máy sẽ chạy đến nửa bình. Mọi người muốn lấy đầy bình thì mọi người đợi máy chạy hết thì tiếp tục nhấn 2 lần nữa. Khi mọi người muốn lấy một lượng nước theo nhu cầu của mình và mọi người muốn dừng lại thì mọi người nhấn một lần ở vị trí này thì máy sẽ dừng lại. Mọi người lưu ý giúp mình là khi mọi người muốn lấy nước thì mọi người phải đặt cái bình ở đúng vị trí này, thì cái vòi, khi mọi người nhấn cái vòi nó mới hoạt động. Nếu như không có cái bình ở vị trí này mọi người nhấn thì cái vòi nó sẽ không hoạt động.